Tập 28. So với bình thư, bây giờ tôi càng muốn tin chú Lục hơn. Chú Lục nói rồi, hôm nay là mùng 6, là ngày đại cát. Vào ngày đại cát như hôm nay, tôi phải đánh tinh thần hăng hái, thừa thắng xông lên, một mẻ tóm gọn. Đừng đánh chết Mưu Tử Long, bắt sống về cho tôi. Bắt sống về đây, tôi muốn hỏi hắn, dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy? Tôi có lỗi gì với hắn chứ? Dù là chuyện kia thì cũng không thể trách tôi. Quân đoàn trưởng, chuyện kia là chuyện gì? Cút! Mau đi truyền lệnh của tôi xuống. Đi! Rõ! Mưu Tử Long ơi, Mưu Tử Long, cậu đúng là ăn cơm no nhưng chưa chịu no đòn. Lúc anh trai cậu còn sống, chúng tôi đã nuông chiều cậu quá rồi. Vậy mà cậu dám đối xử với anh cậu là tôi đây, vô tình vô nghĩa như vậy. Cậu đừng trách tôi ra tay không nể tình. Chết đi. Quân đoàn trưởng, uống chút nước. Có phải cậu là nội gián do Mưu Tử Long phái tới không? Cậu muốn làm tôi phỏng chết à? Ẩn nấp, ẩn nấp. Pháo ở đâu thế? Mau ẩn nấp. Mau, ẩn nấp. Nhanh, dẫn quân rút về chi viện tổng bộ. Chúng ta trúng kế điệu hổ ly sơn của Mưu Tử Long rồi. Mau, mau về cứu tôi. Mau lên. Rút. Nhanh, xông lên đi. Đừng liều với chúng nữa. Đi thôi. Nhị đệ à? Nhị đệ. Là cậu sao? Cậu có trốn thì tôi cũng biết là cậu. Cậu đúng là quá độc ác. Cậu dám nổ súng với anh trai của cậu à? Trước đây cậu là thanh niên, nhân nghĩa tốt bụng biết mấy. Sao bây giờ cậu thành ra như vậy? Cậu học thói xấu rồi. Mưu Tử Long, cậu có thể sống tới ngày hôm nay, cậu đừng quên, máu của ai đã cứu cậu? Đó là máu của tôi. Máu tôi đã cứu cậu. Cậu phải nhớ cho rõ. Cậu nhớ đấy, đừng có quên.
Lão đại, cái này được đấy. Anh xem, khẩu súng này rất là hay. Các anh em, đây là trận thắng lớn đầu tiên từ lúc chúng ta thành lập quân đội cho tới ngày hôm nay. Hay. Chúng ta làm lính, thắng không tự mãn, thua không nản chí. Nhưng mà hôm nay có vài lời tôi muốn nói với mọi người. Lúc đầu Mưu Tử Long bắt đầu sự nghiệp, đã thề với trời xanh phải lấy được đầu của Mã Thiên Câu để xả nỗi hận trong lòng. Bây giờ nhớ lại, Mưu Tử Long ban đầu kia thật sự quá nhỏ nhen. Đội quân này không phải của một mình Mưu Tử Long, nó cũng không thuộc về bất kỳ ai, mà nó thuộc về mảnh đất này. Nó là quân lính của người dân Giao Đông. Thắng lợi ngày hôm nay đã trở thành quá khứ. Trận chiến ngày mai sắp bắt đầu. Các anh em, xông pha cùng Mưu Tử Long, chúng ta đánh lấy vùng trời đất mới. Có tự tin không? Có. Được. Tuấn Hùng, có. Đưa hết vật tư lấy được tới bộ chỉ huy. Rõ. Dương Khải, có. Không được ngược đãi tù binh. Xem thử có ai bị thương không. Nếu có thì đưa đi bệnh viện. Rõ. Các anh em nhanh nhẹn lên. Tử Long nói rất hay. À phải, đảng tôi đã ra tuyên bố cùng nhau kháng Nhật. Sợ rằng sau này thế cục sẽ thay đổi. Chúng ta phải tiếp tục cố gắng, nên đón thử thách mới. Tôi hiểu. Ngày 7 tháng 7 năm 1937, sự kiện Lưu Câu Kiều đã mở màn kháng chiến chống Nhật toàn quốc. Có câu, nuôi binh ngàn ngày, dùng trong một giờ. Yên đài nuôi đội quân chúng ta thời gian lâu như vậy. Lúc này, quân địch xâm nhập chính là lúc chúng ta phải góp sức. Các đồng chí, chết trên sa trường vì đất nước, quan tâm gì da ngựa bọc thay. Nhìn tôi làm gì? Nói tiếp đi chứ. Sao lại không nói? Nói tiếp. Quân đoàn trưởng, có phải thế cục thay đổi rồi không? Quân Nhật đang hoạt động ở Hà Bắc, vài ngày nữa sẽ tới Hoàng Hà. Bây giờ cầu cứu quốc quân, gửi binh mau chóng tăng viện. Đây là thư do Hàn Phúc Cũ gửi cho tôi. Lá thư này, Quỹ viên trưởng lệnh cho bộ của anh án binh bất động, đợi trung ương chỉ thị. Lão Tưởng không muốn để Hàn Phúc Cũ đánh thắng à? Nếu như không có tăng viện thì sợ rằng lão Hàn không thể chống đỡ nổi dù chỉ 3 ngày. Lỡ may tới Nam thất thủ, người Nhật men theo đường giao tế, sợ rằng chỉ trong một ngày là sẽ tới Yên Đài ngay. Quân đoàn trưởng, chỉ cần quân Nhật tới Hoàng Hà, vượt qua Hoàng Hà chiếm được tới Nam, có thể cần một đêm là đủ. Quân Nhật bất ngờ kéo dài tiến trình quân sự của chúng, e rằng muốn ép chủ tịch Hàn không đánh mà tự Hàn. Nếu như chủ tịch Hàn từ bỏ tới Nam, thì Yên Đài của chúng ta sẽ là của Nhật Bản một cách dễ dàng. Vì thế bây giờ chúng ta buộc phải buông bỏ ân oán cá nhân, dốc toàn lực giúp đỡ chủ tịch Hàn chặn quân Nhật ở phía bắc sông Hoàng Hà. Tôi đề nghị lập tức chia làm 2 sư đoàn, dốc sức tăng viện. Cậu đề nghị à? Quỹ viên trưởng Tưởng chưa từng đánh giặc sao? Quân đoàn trưởng, anh có ý gì?
Những lý lẽ mà anh vừa nói, lẽ nào quỷ viên trưởng tưởng không hiểu à? Cậu còn không biết tại sao ông ta không chi viện thêm cho Hàn Phúc cũ à? Ông ta không những không tăng viện, mà theo tôi biết, vào lúc này mà còn điều chuyển hai tiểu đoàn pháo binh của Hàn Phúc cũ đi. Tại sao chứ? Cậu có từng nghĩ tới không? Còn phải hỏi à? Mượn tay kẻ thù, loại bỏ kẻ đối lập. Hàn Phúc cũ suốt ngày không đoàn kết cùng trung ương, quỷ viên trưởng đã ghét cậu ta lắm rồi. Vậy chúng ta là gì của quỷ viên trưởng? Chúng ta là kẻ đối lập với quỷ viên trưởng hay là người thân cận? Đất nước gặp khó khăn, có biết bao người xung quanh chúng ta lựa chọn chạy trốn ra nước ngoài lánh nạn, nhưng trốn được một lúc, không trốn được cả đời. Tương lai, nếu người đời sau chúng ta hỏi tại sao chúng ta phải rời bỏ tổ quốc của mình, sinh sống ở nước ngoài, tại sao chúng ta phải tìm kiếm sự sống ở nước khác, chúng ta phải làm sao trả lời? Nói với họ rằng chúng ta sợ hãi, chạy trốn mà. Chúng ta sinh ra ở mảnh đất này, lớn lên trên mảnh đất này, việc duy nhất chúng ta có thể làm chính là cổ vũ nhau phản kháng, bảo vệ mảnh đất của chúng ta. Đúng, chúng ta không thể trốn chạy. Nói rất đúng. Đúng, nói rất đúng. Chúng ta không thể trốn chạy nữa. Ngồi xuống. Tôi đã nghe hết cuộc thảo luận. Nhiệt quyết tăng cao. Rất tốt. Mã Thiên Câu tôi cũng là người Trung Quốc. Tôi cũng là quân nhân nhiệt quyết. Kẻ địch xâm lược có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà không ai có thể khiến chúng ta rời khỏi Giao Đông. Không ai có thể khiến chúng ta rời khỏi Yên Đài. Các anh em chúng ta đánh trận bao năm nay mới có được địa bàn. Chúng ta có địa bàn này, chúng ta mới là chúng ta. Chúng ta không có địa bàn này, chúng ta là cái gì? Chúng ta chỉ là quân tạp nham. Ai muốn tiêu diệt chúng ta thì đều có thể tiêu diệt. Quân đoàn trưởng, cậu không cần nói. Tôi cũng có lòng nhiệt quyết. Tôi cũng yêu nước không kém gì cậu. Nhưng mà cậu đừng có quên Châu Văn Chiêu. Mọi người đừng quên, chúng ta là quân đội do người dân Yên Đài nuôi dưỡng. Chúng ta phải nghĩ cho Yên Đài. Yên Đài, nghe thấy chưa? Nơi cậu ở là Yên Đài. Bây giờ quân Nhật đang đối đầu với lão Hàn cách một con sông. Theo tôi thấy, đánh trận trên Hoàng Hà, lão Hàn có thể trụ thêm vài tuần nữa, chắc là không thành vấn đề. Bên phía Thanh Đảo, dựa vào mấy tàu thuyền của quân Nhật, cũng không phải nói tới là tới. Hai quân đối đầu nhau, tính kế rồi mới hành động. Lúc này ai hành động lỗ mãng trước thì người đó chắc chắn chịu thiệt thòi. Vậy chỉ bằng chúng ta án binh bất động, bình tĩnh quan sát biến động. Đừng nói gì nữa, cứ quyết định như vậy. Quyết định như vậy. Cuối cùng tôi cũng đã liên lạc với tổ chức tỉnh quỹ và quỹ ban đặc biệt nghiên cứu thế cục hiện giờ, nhất trí cho rằng Hàn Phúc cũ không giữ được tới Nam. Vài hôm nữa, quân Nhật tiến vào Sơn Đông, men theo đường giao tế, tiến vào từ phía đông. Đối với tình thế hiện nay, tổ chức yêu cầu chúng ta, dựa vào lời tuyên ngôn của đảng ta, hai đảng quốc cộng cùng nhau kháng Nhật, tổ chức tập hợp lực lượng kháng Nhật, chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa, dương cờ đánh Nhật. Lão Lưu, tình hình bên Mã Thiên Câu sao rồi? Theo nội gián của chúng tôi tìm hiểu, Hàn Phúc cũ nhiều lần nhờ Mã Thiên Câu tăng viện, Mã Thiên Câu án binh bất động. Hiện nay mọi thứ như bình thường. Đất nước gặp khó khăn, quân đội của họ không nghĩ tới lợi ích của dân tộc,
chỉ lo bản thân cố thủ. Bỏ đi, để họ đánh mấy trận lẻ. Chúng ta không thể không bảo vệ đất nước. Bắt đầu thôi. Chúng ta tổng kết lại tình hình vũ trang của các nơi. Đồng chí Tử Long, anh nói trước. Được. Tình hình binh lực hiện nay của chúng ta là 1.052 người. Thất vọng về đại ca rồi à? Không có. Đại ca là quân đoàn trưởng. Đại ca nói là được. Văn Chiêu à, có lúc tôi cũng rất ngưỡng mộ cậu. Cậu xem chúng ta đánh trận bao nhiêu năm nay, trải qua biết bao nhiêu chuyện, sao cậu vẫn không trưởng thành như vậy chứ? Lúc nào cũng nhiệt huyết như vậy thì cũng tốt. Nhưng mà năm nay với thế cục này, chỉ nhiệt tình thôi là không được. Chúng ta nói về Hàn Phúc cũ. Tôi dám nói rằng hắn sắp sửa phải chết. Hắn chiến đấu, hắn sẽ chết trong tay người Nhật. Hắn không đánh thì hắn sẽ chết trong tay lão Tưởng. Vậy thì em thà chết trong tay của người Nhật. Cậu tưởng rằng tôi không muốn đánh người Nhật à? Nhưng mà chúng ta phải nghĩ cho hàng chục ngàn anh em. Chúng ta phải nghĩ cho dân chúng Yên Đài. Phải. Nuôi quân nghìn ngày, dùng trong một giờ. Nhưng mà chúng ta cũng không thể để họ đi nộp mạng. Chắc chắn phải kháng Nhật. Mã Thiên Câu cũng không muốn người khác mắng tôi là Hán gian bán nước. Nhưng mà kháng thế nào? Phải có học vấn, phải động não. Cậu đi làm chuyện khác trước đi. Đại ca cứ dặn dò, cậu dẫn vài người giả vờ làm thương nhân tới Thiên Tân. Thiên Tân à? Chị dâu cậu và tụi nhỏ vẫn đang ở tu giới Thiên Tân. Phải, bây giờ họ đang yên ổn. Tôi sợ có một ngày tôi thật sự đánh nhau cùng người Nhật sẽ bất lợi cho họ. Tôi sinh được 5 người con gái. Cuối cùng khó khăn lắm mới có con trai. Cậu đón chị dâu cậu và cháu cậu về đây, để họ bên cạnh tôi. Tôi cũng bảo vệ tốt hơn. Rõ. Kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Cậu đấy, cậu đánh giá quá thấp đại ca của cậu rồi. Nhớ rõ lời tôi rồi chứ? Dạ. À phải, đại ca, nếu chị dâu cũng tới đây thì vị phu nhân nhà của anh phải làm sao? Hôm nay tôi sẽ xử lý chuyện của cổ. Đại ca, sao vậy? Đây là chuyện nhà của anh, em vốn không nên nhiều lời. Nhưng mà em thấy vị phu nhân cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu chị dâu không thể rộng lượng với chị ấy, anh có thể cho chị ấy một phần gia nghiệp, để chị ấy có thể sống một nơi tốt hơn. Ngày càng nghiện thuốc phiện. Mã Thiên Câu xuất thân nghèo khó, với bản thân mình một đồng cũng muốn chia đôi để tiêu. Bây giờ vì cô ấy mà tiền của tôi đã rơi vào quán thuốc phiện như nước đổ sông đổ biển. Mấy năm nay tôi có tình cảm với cô ấy, nhưng mà cũng lạnh nhạt với cô ấy. Không biết cô ấy hầu hạ tôi
hay tôi hầu hạ cô ấy nữa. Cậu không cần phải lo chuyện này, tôi tự có sắp xếp. Họ Mã kia, anh còn biết quay về à? Bà đây còn tưởng anh nuôi tình nhân bên ngoài, quên cái nhà này rồi. Ông chủ Trần ở quán thuốc phiện tới tìm anh lấy tiền. Anh nói gì với người ta? Anh nghèo phát điên rồi à? Anh không nuôi nổi mấy điếu thuốc của vợ à? Anh thích nhất dáng vẻ này của vợ anh. Giận rồi à? Chẳng phải hai ngày nay Quân Vũ bận rộn không lo lắng được sao? Nào, đừng có giận nữa, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, tránh ra. Vợ tốt của anh, đừng có giận nữa. Chẳng phải hút vài điếu thôi sao? Mã Thiên Câu này nuôi được. Em yên tâm đi, lát nữa anh sẽ để trình phó quan mang tiền tới cho ông ta. Chúng ta không những trả hết số tiền nợ cũ mà còn đưa thêm cho em một khoản. Hút, hút sảng khoái. Vậy còn được. Sửa soạn đi, còn ra ngoài với anh. Đi đâu chứ? Chỉ biết hút thuốc, không quan tâm thế cục à? Người Nhật sắp sửa đánh vào Yên Đài, chẳng phải em còn là phó hội trưởng hội phụ nữ kháng Nhật cứu nước sao? Chiều hôm nay phải tổ chức đại hội động viên kháng Nhật cứu nước. Em làm phó hội trưởng mà không xuất hiện làm sao mà được? Chuyện này vậy thì em phải đi. Anh có kháng Nhật không? Nói gì vậy? Đương nhiên, vợ của anh đã kháng Nhật. Anh làm quân đoàn trưởng không kháng Nhật, chẳng lẽ khiến vợ của anh mất mặt à? Đi, ăn diện thật đẹp vào, trang điểm thật nổi bật, để họ thấy được người vợ xinh đẹp của Mã Thiên Câu cũng kháng Nhật. Ngoan. Được rồi, chạy một chút. Tỉnh táo lên. Vợ tốt của anh về trước. Một lát anh dẫn quân cùng tới hiện trường. Em đi trước nha, được không? Thiên Câu à, anh thấy phó hội trưởng như em có phải lên nói vài lời không? Nhưng mà em không chuẩn bị gì hết. Em lát nữa trên đường làm bản thảo, chắc chắn là không sao đâu. Mở miệng nói là được. Anh đã chuẩn bị rửa tay lắng nghe. Được rồi, vậy anh mau lên đi. Nào, vợ tốt của anh. Chậm thôi, chậm thôi. Lái xe chậm thôi nha.
các giới yên đài. Anh chị em hương thân phụ lão, các giới yên đài. Kịch hát như vậy. Anh chị em hương thân phụ lão, các giới yên đài. Kịch hát như vậy. Đây chẳng phải là Dương công tử à? Lâu như vậy rồi mà cô còn nhớ tôi. Dạ uống một chén đi. Được được được. Tới nữa nha. Đi thông thả. Tới chưa? Xuống đi. Tiểu trụ tử, sao cậu lại lái xe tới đây chứ? Tôi hỏi cậu. Bà Mã, bà Mã, tôi tưởng cô chỉ là khách của quán thuốc, không ngờ cô cũng muốn tới thư ngụ của tôi. Từ nay về sau, chỗ này là nhà của cô rồi. Nói lung tung gì vậy? Tiểu trụ tử, cậu chán sống rồi có phải không? Còn không mau lái xe rời đi. Chỉ thích quán thuốc, xem thường chỗ này à? Cô xem thường, nhưng tôi còn xem thường cô đấy. Nếu không phải quân đoàn trưởng Mã ép buộc, thì cô tưởng tôi muốn nhận cô à? Mau tự mình xuống đi. Đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh. Bớt nói nhảm. Còn không mau lái xe đi. Người đâu? Mau mau mau. Mau mời bà Mã xuống. Tôi xem ai dám. Đừng chạm vào tôi. Nào bà Mã, buông tay bẩn của anh ra. Các cậu nhẹ tay thôi. Khốn kiếp. Phu nhân của Mã Thiên Câu tới thư ngụ gian hoài của chúng ta. Ông chủ, ai dám chơi phu nhân của Mã Thiên Câu chứ? Nếu Mã Thiên Câu đã đưa tới đây, chính là dùng để chơi đùa. Mau tìm khách đi. Qua thời kỳ mới mẻ này, đợi người Nhật tới rồi, tôi sẽ bán cô ta cho người Nhật. Ông chủ, thật sự cao minh. Giả giờ gì chứ? Đông Bắc bị chiếm đóng, Hoa Bắc bị chiếm đóng. Bây giờ quân Nhật đang nhìn chằm chằm vào tế Nam. Gió sắt của quân Nhật lại muốn dẫm lên mảnh đất quê hương của chúng ta, chà đạp lên hương thân phụ lão quê hương chúng ta. Người dân quân lính Giao Đông, đàn ông tốt Trung Hoa, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Hôm nay thành lập đội quân thứ 3 kháng Nhật cứu nước ở Sơn Đông, chính là muốn dùng tiếng nói của chúng ta để nói cho chúng biết Giao Đông là một đại địa bùng cháy. Chỗ này đang bùng cháy ngọn lửa kháng Nhật. Chúng tới đây mà không có đường lui. Mọi người có niềm tin không? Có. Được. Tôi tuyên bố đội quân thứ 3 kháng Nhật cứu nước Sơn Đông chính thức thành lập. Hay, hay, hay. Đại ca, nghe nói bây giờ người Nhật sắp đánh vào tế Nam. Nếu thật sự đánh vào tế Nam thì cũng sắp tới Giao Đông. Bây giờ đội quân này của chúng ta có sức chiến đấu mạnh nhất. Tới lúc đó chúng ta phí lời gì chứ? Đương nhiên phải quyết chiến một trận với chúng. Luyện binh thật tốt. Tới lúc chúng ta thể hiện thân thủ rồi. Lại, nắm ra.
Nào, cầm lấy. Cắm cờ kháng Nhật cứu nước của chúng ta lên trên kia. Mau. Nào nào nào. Sắp tới rồi, chú ý an toàn. Tử Long, anh xem ai tới. Ai vậy? Anh tự coi đi. Vị này là... là tôi. Là tôi. Thầy Dương. Sao anh lại tới chứ? Nghe nói hai người thành lập đội quân kháng Nhật cứu nước. Mấy thanh niên này nghe nói các cậu thành lập đội quân, nên tôi đã đưa họ tới. Họ đều là người Quyển Quan. Quyển Quan? Đúng, chúng tôi đều là người Quyển Quan. Tôi nói cậu biết, năm đó các cậu khởi nghĩa vũ trang ở Quyển Quan, thành lập chính phủ Ai Cập thuộc Liên Xô. Trong số họ còn là học sinh trung học. Quang Nghinh, tự giới thiệu đi chứ. Tôi là Tường Nguyên, tốt nghiệp đại học Tokyo, Nhật Bản. Tôi học công trình cơ giới. Tôi là Mã Thụy, học viện y học Pháp. Tôi là Chu Hưng Dượng, trước đây là người quản lý cục đường sắt Tế Nam. Tôi là Thương Đại Hổ, trước đây làm thuê cho quán trà ở cửa khẩu Quyện Quan. Vậy chắc các cậu đã gặp chúng tôi rồi. Lúc các anh treo biển ở Quyện Quan thì tôi cũng có mặt. Đồng chí diễn thuyết hôm đó cũng ở đây à? Anh ấy tên là gì? Tôi muốn gặp anh ấy. Đồng chí đó tên là Hạng Văn Cường. Anh ấy đã hy sinh một cách quang vinh trong trận chiến khởi nghĩa ở Quyện Quan năm đó. Hy sinh rồi. Hy sinh rồi à? Cảm ơn cậu, vẫn còn nhớ tới anh ấy. Tân Ninh à, cô khiến tôi nhớ tới một người. Là ai? Năm đó khi tôi còn làm giáo viên ở lớp học ban đêm, bên dưới có một cô gái mở to đôi mắt ngốc nghếch, tràn đầy khao khát với những điều chưa biết. Tôi thậm chí còn hơi sợ cô ấy. Sợ gì chứ? Sợ cách cô ấy hỏi tôi. Tôi vừa trả lời cô ấy một câu thì cô ấy lại hỏi câu khác. Cô nói xem có buồn không? Làm giáo viên chẳng phải đều thích học sinh đưa ra câu hỏi à? Nhưng mà cô cũng có quá nhiều câu hỏi. Tôi làm giáo viên, nếu như tôi không trả lời được, cô coi có phải mất mặt không? Tôi còn có một câu hỏi nữa. Lúc đầu anh đã nói với tôi để tôi làm vợ chưa cưới của đồng chí Thường Nhân Kiệt, sao bỗng nhiên lại thay đổi? Tân Ninh à, đây là chuyện từ lâu lắm rồi, sao cô cứ nhắc mãi? Cũng chỉ có tôi mặt dày, càng dọa càng thêm dũng cảm. Suýt chút nữa anh đã làm tổn thương một thanh niên trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Như vậy đi, bây giờ tôi trịnh trọng xin lỗi cô. Như vậy được rồi chứ? Có thể bỏ qua được chưa? Cảm ơn thầy Dương. Cảm ơn anh. Là anh dẫn dắt tôi theo con đường cách mạng. Anh thấy khi nào cách mạng của chúng ta mới thành công? Chắc chúng ta có thể nhìn thấy ngày đó. Tiền đề là mỗi người chúng ta đều phải tiếp tục kiên trì. Tôi hiểu rồi. Cứ nhìn tôi thể hiện. Nơi gần hoàng khủng, đến nay vẫn còn kinh sợ. Qua biển linh đinh, thương cho thân cô khổ lên đên. Đời người xưa nay ai mà không chết, chỉ cần lưu tấm lòng son trong sử sách. Hay lắm, con trai của ta. Đọc hay lắm. Hai ngày trước, cha gặp lại thầy dạy của con. Thầy lại khen con với cha đấy. Cha hỏi con, trường học ở Yên Đài tốt hay là trường học ở Thiên Tân tốt hơn? Dù trường học không bằng Thiên Tân, nhưng mà ở Yên Đài có cha. Mạnh hơn cha rồi đấy. Anh không biết ở Thiên Tân thằng bé nhớ anh cỡ nào đâu. Ngày nào cũng nói với mọi người là cha nó chính là đại anh hùng kháng Nhật. Nói anh là đại anh hùng kháng Nhật à? Con trai à, anh hùng này không thể làm bừa được đâu. Vậy cha phải làm anh hùng. Làm. Cha chính là anh hùng. Cha chính là anh hùng. Con trai, quân đoàn trưởng, mau xuống đây. Hàng Phúc Vũ,
chủ động từ bỏ Tế Nam. Quân Nhật không tốn một viên đạn nào đã chiếm được Tế Nam. Cấp trên có ra lệnh cho hắn rút không? Làm gì có lệnh. Hắn chủ động từ bỏ. Quỹ viên trưởng muốn hắn sống chết bảo vệ Tế Nam. Hắn gửi điện cho quỹ viên trưởng 8 chữ: không giữ Nam Kinh, sao giữ Tế Nam? Tôi đã nói gì? Sớm muộn hắn cũng chết trong tay quỹ viên trưởng. Đại ca, quân Nhật đã chiếm lĩnh Tế Nam. Tới Giao Đông chỉ là chuyện một sớm một chiều. Chúng ta phải làm sao? Văn Chiêu, lập tức truyền lệnh của tôi, quyên góp thực phẩm, tập hợp quân đội, dài hôm nữa xuất phát. Chúng ta rút khỏi Yên Đài. Đại ca, anh muốn học theo Hàn Phúc cũ à? Tôi đã nói cậu hiểu lầm tôi rồi. Chỉ cần quân Nhật tiến vào từ phía đông, trong vòng một ngày sẽ tới Giao Đông. Có thể giữ được thành nhỏ Yên Đài này không? Chúng ta đánh vài năm trời với Mưu Tử Long, mấy lần đều để cho hắn giật dậy. Tại sao chứ? Chính là vì hắn ở nông thôn, tới lui không để lại dấu vết, khiến chúng ta không biết ra tay từ chỗ nào. Lần này chúng ta cũng học chiêu này của Đảng Cộng sản, về nông thôn giữ vững lực lượng, dòng do với quân Nhật. Hiểu chưa? Em đã hiểu. Em sẽ đi sắp xếp. Mau đi đi. Sao lại không nói chuyện? Có phải nghe thấy cha muốn để hai mẹ con tới nông thôn rồi không? Phu nhân à, lần này tới nông thôn, em và con phải chịu vất vả rồi. Chúng ta đều từng là người chịu khổ. Ở bên anh không khổ. Nếu như không được ở bên anh mới là khổ nhất. Quân đoàn trưởng Mã, tôi không hầu hạ nổi người này. Là người từng làm phu nhân của quân đoàn trưởng, tính cách quá cứng rắn, cho tới bây giờ vẫn chưa có khách nào tới gần cô ta. Cô ta không tiếp khách cũng bỏ đi. Nhưng mà tôi không chịu nổi chứng nghiện thuốc của cô ta. Bạc trắng lóa đều tiêu hết vào thuốc cho cô ta. Quân đoàn trưởng, nhà tôi làm ăn nhỏ, không chịu nổi chuyện này. Báo cáo quân đoàn trưởng, toàn quân tập hợp xong, mời ra chỉ thị. Nói xong rồi à? Ông chủ Từ, ông nghe cho rõ. Thứ nhất, trước giờ cô ta không phải phu nhân gì của tôi. Thứ hai, ông đã mua người rồi. Bây giờ chính là người của ông. Muốn chém muốn giết không liên quan tới tôi, tùy ông định đoạt. Thứ ba, bây giờ tôi có trọng trách kháng Nhật, đang thiếu đầu người tới để tế cờ cho quân Nhật. Nếu ông tiếp tục ở đây làm lỡ kế hoạch kháng Nhật, tôi xin lỗi. Bây giờ tôi phải mượn tạm đầu của ông để dùng đấy. Quân đoàn trưởng Mã, không dám, không dám. Tham mưu trưởng, có. Xuất phát. Rõ. Xuất phát.